Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người lính sau những năm tham gia chiến trận giành lại độc lập tự do cho đất nước, giờ đây trở về đời thường mà trên mình còn mang thương tích, nhưng một lần nữa lại đứng ở tuyến đầu cuộc sống. Đó là tổ chức làm kinh tế, góp phần cùng xã hội xóa đói, giảm nghèo. Điều đáng quý là vẫn bằng ý chí và tình cảm của người lính nơi trận mạc hồi nào, họ không chỉ cải thiện hoàn cảnh kinh tế gia đình mình, mà còn tiếp sức với nhiều đồng đội, dần dần vượt qua bao gian khó trong đời sống. Qua đó, ở họ càng sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Bảy năm nay, không thể cam chịu mãi cuộc sống nghèo khó, vợ chồng bà Nguyễn Thị Rợp đều là cựu chiến binh, thương binh ở huyện Hóc Môn, đã mở ra cơ sở sản xuất các mặt hàng này. Ý tưởng làm ăn không ngờ lại là của người con gái ông bà, vốn bị di chứng chất độc da cam. Nguyên liệu ở đây đều là những thứ mà các nhà máy bỏ ra. Lúc đầu, gia đình làm thử vài sản phẩm rồi giao cho các siêu thị. Sản phẩm cạnh tranh được cả về mẫu mã và giá thành. Nhờ vậy, vợ chồng bà Rợp mở rộng dần sản xuất, nhận thêm gần 10 người vào làm việc và còn giao cho 3-4 hộ khác gia công. Trong đó, hầu hết đều là các đối tượng chính sách. Có hai đứa con nhỏ cho nên không có vào công ty làm được. Cho nên thấy cô với chú làm được chỗ này cho nên con vô đây làm. Trước kia, do thiếu việc làm, gia đình chị Thúy An cũng như một số người khác thường rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Vào đây làm việc, mỗi tháng thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Gánh nặng cơm áo trong các gia đình đã vơi giảm phần nhiều. Tình đồng đội khi mọi người đều nghèo, quả là quý giá. Thấy các con em của đồng đội, con cháu của đồng đội thì nó cũng lại khó khăn. Thì mình nên giúp đỡ để cho con em của đồng đội và vừa phần đồng đội nữa cũng không có công ăn việc làm. Thì mình giúp đỡ thêm để cho chị em làm với mình để kiếm đồng rau đồng mắm. Thế cho nên từ cái chỗ mà mình khó khăn rồi, mình gian khổ nhiều rồi thì mình mới biết lại, nhớ lại những cái gian khổ của chị em xung quanh. Cơ sở sản xuất của vợ chồng thương binh Nguyễn Thị Rợp tuy còn nhỏ và giải quyết việc làm chưa nhiều, nhưng được hội cựu chiến binh cũng như chính quyền địa phương đánh giá khá cao, nhất là lòng cảm thông với anh em đồng đội. Làm được đạt hiệu quả tuy chưa cao nhưng mà dầu sao nữa, anh có đối với đồng chí đồng đội, anh cũng có cái là rất cái vấn đề cũng trách nhiệm cùng nhau lo để cũng hòa mình nhau, để cùng đồng chí đồng đội để lo cho cái vấn đề cùng nhau. Sau đó giảm nghèo. Cơ sở sản xuất này quy mô cũng khá nhỏ, nhưng giờ đây mà thương binh hạng 1/4 Phạm Văn Tân ở quận 8 có việc làm ổn định cả 20 năm nay. Chủ cơ sở là thương binh hạng 2/4 Trần Trọng Ân. Từ chiến trường trở về địa phương, ông Ân học nghề rồi nhiệt tình truyền lại cho đồng đội như ông Tân để cùng làm. Tình đồng đội và cái tình bạn thì nó rất thiêng liêng. Nếu có những người bạn như vậy rồi, có những người am hiểu được như thế thì mình không thể nào mà mình diễn tả được cái tình cảm của mình cả. Rất là cao quý. Ông Phạm Văn Tân hiện là thợ bậc cao. Gần 20 trường hợp khác như em Trần Văn Tiến là con cháu bộ đội, làm việc tại đây từ chỗ chưa có nghề nghiệp gì thì cũng đều sớm nắm bắt được công việc và hàng tháng có thu nhập hơn 4 triệu đồng. Do quy mô nhỏ nên cơ sở này phải đối mặt với sức ép cạnh tranh khá lớn. Và để ổn định công việc cho đồng đội cùng con em của họ, chủ cơ sở thương binh Trần Trọng Ân mới đây phải vay 200 triệu đồng. Tuy là với lãi suất thấp để đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất. Khó khăn là vậy, nhưng hàng năm, ông Trần Trọng Ân vẫn vui vẻ ủng hộ các chương trình hỗ trợ cựu chiến binh khoảng 30 triệu đồng. Mới đây, ông còn bỏ ra 100 triệu đồng khác để cho 10 anh em xuất ngũ mượn về làm ăn mà không tính lãi. Anh em về thì cũng có một phần thì cũng nhà nước giúp, nhưng mà một số anh em thì nhiều quá vì nhà nước cũng không vì như là vì không có thể vì trang trải nổi thì vì có một số nào đó thì anh em nếu làm ăn được thì cũng sẽ giúp lợi cho những người vì còn khó khăn hơn mình, cũng như là một cái lời như là vừa có Bác Hồ dạy đó, tàn như không phế, thì về thì
mình cũng phải vươn lên, mình còn sức thì mình còn phải làm, rồi còn đóng góp gì cho xã hội để tạo cho cái xã hội nó tốt hơn. Đã từng mất mát, hy sinh một phần sức khỏe nơi chiến trận, nhiều người lính trở về đời thường như thương binh hạng 4/4 Nguyễn Ngọc Dưỡng càng thâm thía về nghĩa tình đồng đội. 13 năm qua, sau khi dành dụm và vay mượn tiền bạc để mở ra cơ sở sản xuất phân bón tại tỉnh Bình Dương, ông luôn luôn ưu tiên tuyển dụng anh em bộ đội phục viên cùng các con cháu của họ vào làm việc. Lúc đông, nhà máy có tới gần 40 người. Hầu hết anh chị em đều xuất phát từ nông thôn. Vào đây, họ được giám đốc thương binh Nguyễn Ngọc Dưỡng xem như em cháu, lo cho nơi ăn ở và tận tình hướng dẫn công việc. Bởi vậy, với họ, ở đây như là một gia đình. Anh Bùi Văn Định là bộ đội phục viên quê ở tỉnh Thanh Hóa. Sau 9 năm xuất ngũ về quê, cưới vợ và sinh được 2 con, nhưng cuộc sống gia đình quá vất vả. Hơn 1 năm nay, vào làm việc tại đây, anh không còn phải lo lắng về chi phí học hành của các con ở ngoài quê. Tuổi cao bây giờ em hơn 40 rồi, bây giờ xin vào nhà máy thì nó cũng khó. Các cháu trong đây nó bảo là chú có sức khỏe còn, thì vào đây làm với chú Dưỡng. Chú rất thương người, chú giúp đỡ vào đây thì làm cho chú thấy cũng được. Lương tháng thì cũng đảm bảo chi tiêu, cũng chi tiêu được khoảng 7-7 triệu một tháng. Với thương binh Nguyễn Ngọc Dưỡng, nghĩa tình đồng đội có ý nghĩa trước hết giúp công ty mình phát triển vững mạnh. Thực tế, ở đây mức đầu tư không phải là cao lắm, nhưng sản phẩm luôn luôn có tới vài chục loại và đều cạnh tranh khá tốt trên thị trường. Hàng năm, từ thành quả kinh doanh, ông thường trích ra khoảng 100 triệu đồng tham gia các chương trình nhân đạo hay đền ơn đáp nghĩa. Tình người, nghĩa đồng đội luôn luôn đem lại niềm vui cho thương binh Nguyễn Ngọc Dưỡng. Hơn 10 năm nay, ông đã đứng ra tổ chức xây dựng gia đình cho 4 con cháu cựu chiến binh làm công nhân tại công ty. Và rồi, niềm hạnh phúc ở tuổi trẻ đều lớn dần lên cùng với sự trưởng thành về nghề nghiệp của họ. Trong cuộc chiến tranh mình còn sống đây là còn là nhờ những cái đồng đội mình trong thời kỳ bom đạn và khói lửa. May mắn là của mình còn sống lại và còn sống đến bây giờ, và mình bước vào làm kinh tế thì cũng phải nên suy nghĩ cho những con em của thương binh và liệt sĩ và những anh em là cựu chiến binh để cùng là để vì mến những người cùng sống chung trong chiến trận với mình và cũng trong chiến hào của mình, cho nên lòng quyết tâm làm sao để tạo công ăn việc làm cho những con em của thương binh liệt sĩ. Với mỗi người lính, thương binh, nghĩa tình đồng đội sâu nặng quá. Họ đã cực khổ nhiều, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Thế nhưng khi có điều kiện là lại nghĩ đến cuộc sống đồng đội. Ở quận Bình Tân, đôi vợ chồng cựu chiến binh, thương binh Đoàn Hữu Nghiêm, Bùi Thị Sáu là như vậy. Gần 20 năm trước, ra quân nghèo khó, đi làm thuê cho một cơ sở tư nhân cùng với dạng công việc thế này. Hai ông bà may mắn học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Và rồi cách đây 12 năm, họ trở về mở ra một công ty riêng, chuyên sản xuất các đồ điện gia dụng và công nghiệp cao cấp với quy mô 110 công nhân. Trong đó có hơn 30 thương binh, bộ đội phục viên và con cháu cựu chiến binh. Thương binh hạng 4/4 Nguyễn Quý Thắng làm việc tại đây đã được 10 năm. Năm nay ông 63 tuổi. Tuổi tác, thời gian lao động cùng tinh thần làm việc của ông được vợ chồng nhà quản lý doanh nghiệp luôn luôn tôn trọng và đánh giá cao. Tuy mới vào làm việc được hơn 1 năm ở kho sản phẩm, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh cũng đã cảm nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Với anh, công việc này phù hợp sức khỏe, trình độ tay nghề và mỗi tháng cũng có được từ 5 đến 6 triệu đồng thu nhập. Tôi cũng là người may mắn được sự giúp đỡ của anh Nghiêm vào đây làm việc. Lúc đầu cũng công việc khó khăn, rồi công việc chưa quen với môi trường, rồi được sự chỉ bảo của anh Nghiêm tận tình, chỉ bảo tận tình thì nay tôi cũng làm việc tốt rồi. Trong mấy năm đầu khởi nghiệp, vợ chồng cựu chiến binh, thương binh Đoàn Hữu Nghiêm, Bùi Thị Sáu chuyên đi sâu vào sản xuất một mặt hàng chiếu sáng này. Nhờ thị trường hút mạnh, mỗi năm doanh thu tăng tới mức hơn 100%.
Từ nguồn lợi nhuận tích lũy khá nhanh, ông bà Đoàn Hữu Nghiêm, Bùi Thị Sáu mạnh dạn đầu tư thiết bị công nghệ để cho ra hàng chục loại sản phẩm đồ điện gia dụng và công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao, theo hợp đồng đặt hàng của các công ty có quy mô lớn trong cả nước. Sản xuất kinh doanh mở rộng và tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì được đều đặn như hồi khởi nghiệp, nên đã giúp hai vợ chồng thương binh có điều kiện thu nhận thêm đồng đội cùng con em của họ với số lượng ngày càng nhiều. Đến nay là hơn 30 người. Gần đây, hưởng ứng chủ trương của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và được Hội Cựu Chiến binh thành phố động viên, hỗ trợ, ông bà Đoàn Hữu Nghiêm, Bùi Thị Sáu đã chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh sang hợp tác xã. Theo luận chứng kinh tế, thì mô hình mới bước đầu không thể đem lại lợi nhuận cao như công ty hồi trước, nhưng sẽ có cơ hội huy động vốn từ các cựu chiến binh nhằm sinh lời cho họ, đồng thời cũng tạo thêm việc làm cho những đối tượng chính sách khó khăn. Cựu chiến binh là tất cả những người mà đồng đội ngày xưa là đổ máu ở chiến trường, cũng là ăn thề với nhau như anh em ruột. Cho nên khi về đời thường thì trước hết là nghĩ đến đồng đội trước và là rồi nghĩ đến gia đình, đồng đội để làm lên một cái công ăn việc làm và có thu nhập cho gia đình, thu nhập cho bản thân anh em đồng đội là những người cùng đổ xương máu ngày xưa. Bây giờ người ta nói là chiến trường là thương trường. Bây giờ thương trường thì mình phải phấn đấu, thì phải có anh em thì mới có người ủng hộ giúp đỡ để mình cùng một cái con đường phấn đấu đi lên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hàng trăm thương binh vẫn dưỡng nuôi tinh thần, khó khăn nào cũng vượt qua, cùng nghĩa tình đồng đội sắt son như lời thề hồi nào dưới quân kỳ. Hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu gay gắt. Trên mặt trận mới là phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Bao người lính, thương binh, hơn ai hết, luôn luôn nhìn nhận rõ nghĩa vụ của mình. Với họ, khó khăn nhiều lắm, nhưng đồng đội vẫn còn đây. Bao ghi nhận cùng với những niềm tôn vinh của xã hội vẫn còn đây. Bởi vậy, vào mỗi dịp 27 tháng 7 hàng năm, không ai đợi chờ sự đền đáp cho những từng trải, hy sinh của mình. Và họ vẫn đau đớn làm sao để đồng đội mình, người dân mình ngày càng có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Đó là những cái gương rất là đáng quý mà hiện nay thành phố cũng đang phát động nhiều cái gương như là người tốt, việc tốt. Trong cái cộng đồng dân cư thì có thể là có những cái gương là cựu chiến binh, thương binh là một trong những cái gương người tốt, việc tốt trong thành phố, trong cộng đồng dân cư. Mà chúng ta nên tiếp tục phát hiện để vinh danh, tuyên dương những gương người tốt, việc tốt đó để làm sao tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào dịp toàn dân hướng về ngày thương binh liệt sĩ, nhiều cựu chiến binh, thương binh lại gặp nhau để nhớ về một thời gian lao mà thắm tình đồng đội và cùng sẻ chia những thành quả mới trong lao động cải thiện đời sống. Phải rồi, dẫu đã mất đi một phần sức khỏe, nhưng bao người lính vẫn vững bước trên hành trình không nghỉ cùng đồng đội thân thương.